Khuynh hướng làm việc tại nhà, làm việc trực tuyến đã được hầu hết các doanh nghiệp áp dụng trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những hiệu quả nhất định thì vẫn tồn tại những khó khăn riêng cho doanh nghiệp, đặc biệt là vấn đề pháp lý phát sinh khi doanh nghiệp triển khai mô hình làm việc này, bởi pháp luật lao động Việt Nam hiện hành chưa đề cập đến. Hiện nay, bằng việc áp dụng công cụ hỗ trợ của nền tảng số, doanh nghiệp có thể tuyển dụng và quản lý nhân viên thông qua điện thoại thông minh hay máy tính mà không cần tiếp xúc trực tiếp. Thay vào đó, người sử dụng lao động có thể giao kết hợp đồng lao động với người lao động dưới dạng dữ liệu điện tử. Với hình thức này đã đặt ra vô số câu hỏi về những vướng mắc khi người lao động làm việc trực tuyến như địa điểm làm việc, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, mức độ hoàn thành công việc của người lao động như thế nào, các biện pháp xử lý kỷ luật lao động, bảo vệ bí mật kinh doanh doanh nghiệp ra sao trong hợp đồng lao động. Cái hợp đồng lao động nó là một cái sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Thì như vậy trong những cái trường hợp mà phát sinh cái việc là không đảm bảo cái chỗ làm việc cho cái người lao động trong cái tình huống là dịch bệnh chẳng hạn, thì bắt buộc là người sử dụng lao động người ta có thể là người ta thỏa thuận lại với người lao động bằng cái việc là thôi không làm tại công ty nữa mà có thể là làm một địa điểm khác nó thuận lợi hơn để đảm bảo được chống dịch. Cái thỏa thuận này có thể các bên có thể là xác lập qua email, đại diện của doanh nghiệp có thể là phát hành các email để thông báo và người lao động người ta đồng ý với việc đó thì được xem đó là một cái thỏa thuận được xác lập. Còn nếu như những cái công việc nào mà cái người lao động làm việc tại nhà vẫn làm việc đủ số thời gian theo đúng cái quy định của cái hợp đồng lao động và sau đó người ta vẫn tiếp tục phải làm để cho đảm bảo được cái công việc tiếp tục chạy theo cái yêu cầu của người sử dụng lao động thì hiển nhiên cái quyền lợi của người ta sẽ được giải quyết. Trong trường hợp này sẽ được tính thêm cái thời gian làm thêm. Nói ví dụ như làm thêm thì chúng ta đang có là quy định là làm thêm vào ban đêm hoặc là chúng ta làm thêm vào ban ngày hoặc là chúng ta làm thêm vào cái ngày nghỉ hàng tuần hoặc là ngày nghỉ lễ Tết, thì như vậy thì quyền lợi của người lao động chắc chắn sẽ được bảo đảm theo quy định của pháp luật. Những vướng mắc này, người sử dụng lao động cần ban hành quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho từng vị trí công việc, từng phòng, ban, bộ phận cụ thể trong doanh nghiệp khi làm việc trực tuyến. Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc còn là cơ sở pháp lý để người sử dụng lao động thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có cơ sở pháp lý để xem xét và xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm. Bên cạnh đó, ngoài việc hướng dẫn người lao động bảo mật thông tin, người sử dụng lao động phải ban hành quy định về việc xử lý và bồi thường thiệt hại nếu người lao động làm lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ của doanh nghiệp.